Sau vụ nhập viện cấp cứu, nam em làm điều này, nhìn ảnh thấy quá đáng tiếc. Nam em bất ngờ đăng clip đàn hát giữa lúc vướng ồn ào vì nhập viện cấp cứu. Thông tin nam em nhập viện cấp cứu khi trên đường đến Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh để làm việc về những phát ngôn trên mạng xã hội vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận. Sau khi nhập viện, nam em không tổ chức live stream nữa, thay vào đó cô liên tục cập nhật những đoạn video cũ khi đang ca hát và làm việc. Trong đó, đoạn clip nam em đàn hát trong không gian xanh mát đặc biệt gây chú ý nam em búi tóc cao, mặc trang phục trắng, đưa tay lướt trên các phím đàn. Cùng lúc đó, những câu hát thể hiện sự đau đớn, buồn bã vì thất tình được thốt lên. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi cách đây không lâu nam em còn xuất hiện cùng dáng vẻ tươi tắn, xinh đẹp, thong dong đàn hát. Còn ở thời điểm hiện tại, nếu không phải là hình ảnh bệnh tật thì cũng là dáng vẻ bất ổn, mất kiểm soát ở các live stream bóc phốt sâu bít Việt. Một số người tỏ ra tiếc nuối, đồng thời khuyên nam em nên hạn chế dùng mạng xã hội, dành thời gian nghỉ ngơi và tập trung cho việc đi hát phát hành sản phẩm âm nhạc. Nam em sinh năm 1996, từng đoạt giải hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2018, nam em gây chấn động dư luận khi công khai chuyện yêu Trường Giang nhưng không được đáp lại. Sau loạt live stream bóc phốt sâu bít Việt gây chấn động dư luận, nam em đã bị hủy sâu sát ngày diễn. Cụ thể, Hữu Cường có nhận cho nam em sâu diễn cho một công ty vào ngày 27 tháng 2, tuy nhiên sắp đến ngày diễn thì phía công ty liên lạc lại với Hữu Cường để thông báo chuyện hủy sâu. Lý do mà phía đối tác đưa ra là vì chương trình biểu diễn có nhiều nghệ sĩ, các nghệ sĩ không muốn đứng chung sân khấu và xuất hiện cùng nam em nên đã ra yêu sách hủy sâu. Để làm hài hòa các bên, phía đối tác chấp nhận hủy sâu với nam em. Trước đó, bạn trai nam em từng tuyên bố giá các CDH của nam em không dưới 100 triệu đồng. Nếu sâu ở miền Bắc và khu vực Hải Phòng thì sẽ có ưu đãi hơn. Đồng thời, người này cũng tự tin tuyên bố rằng nam em không thiếu sâu đi hát, quan trọng là cô có đủ sức khỏe làm việc hay không.